Chào tất cả các bạn, này mình Xôm đây. Thì bạn này hôm nay nhá, mình cũng khá là nhiều người bảo làm anh Xôm ơi hướng dẫn cách làm khung diều nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm chi tiết, mình sẽ lên một cái khung diều như thế nào các bạn nhá. Đây, bạn này, đây là hai đoạn chia. Đây, khá là cong queo đấy bạn ạ. Đấy, khá là cong queo, cong queo các bạn nhá. Đấy. Đấy. Hơi bị xấu quá nhá. Đây, các bạn nhìn đây, cong đây, cong đây. Thì bây giờ xong mình sẽ dạy chi tiết từng bước một mình để lên khung diều các nhá. Mình sẽ quay chi tiết từ đầu tiên lúc mình vót nhá, đây bạn nhá. Đây bạn này. Trước tiên là mình sơ qua các bạn ạ. Đây nhá, bạn này. Các bạn chia giữa nhá. Mũi có thấy tao. Đây nhá bạn nhá, mình chia giữa. Các bạn chia sao để được lấy được giữa bạn nhá. Giữa của khung diều ạ. Rồi. Đây, giữa của khung diều thì mình chia được rồi các bạn nhá. Đấy thì các bạn bắt đầu vuốt để sơ cho vừa cái khung diều của mình. Đấy con này là tầm khung này là 2 m các bạn nhá. Nó co vào thì chắc là chỉ được 1m6m7 thôi các bạn ơi. 1m8. Đấy bây giờ mình vuốt cho nhỏ bớt đi các bạn ạ. Cũng không to đến nỗi to như thế này các bạn ơi. Nha các bạn ơi. Mình cứ đi để cho đều các bạn nhá. Trước tiên là mình vót để lấy được cái đoạn giữa của nó các bạn ạ. Giữa mình làm tầm nào thì mình lấy cho đều tầm giữa đấy nhá. Không tí mình vót chỉ được vót bốn cạnh các bạn ơi. Đây các bạn ơi, giữa nhá, giữa thì chắc là mình làm tầm này các bạn cho nó cứng cáp các bạn ơi. Thế nhá, mình làm tầm này cho cứng cáp nhá các bạn nhá. Đây, các bạn lấy cho mình tầm độ 30 phân nhá. Đây, từ đây ra đây tầm 30 phân hoặc là 20 phân gì đấy, 30 phân. Xong đó, vắt nhỏ bớt từ đầu, từ chỗ này nhá. Đây, từ giữa này các bạn ơi, đây, giữa đây mình cách ra đến đây nhá, vót nhỏ bớt đấy. Nó nhỏ dần ra ngoài này các bạn ạ, mình vẫn chưa vót tròn đâu các bạn, mình vẫn đang vót vuông các bạn nha. Đấy thì mình vót được như thế này các bạn nhá. Đấy thì chỗ giữa này to nhỏ dần đấy. Đây các bạn nhá, nhìn đây thành như này các bạn. Đây các bạn nhìn dưới chưa, to này nhỏ dần nhá. Đấy thì bắt đầu lại bên này tiếp. Đấy nhá, cách ra đây nhá, từ chỗ này nhá mình chia ra bên này cách vào bật này thì bên này mình ra cách ra tầm này để vót nhỏ dần. Đấy nhá, thì mình cũng vót như thế này. Đây thì bạn này, mình vót nhá, từ đây cách mỗi bên tầm độ 30 phân thì mình vót nhỏ đi nhá bạn nhá. Thì mình vót được cái nhỏ đi rồi các bạn. Đấy thì bắt đầu
nó vẫn cong nhá, thì mình sẽ lắn các bạn ạ. Nếu mà các bạn không muốn lắn bằng nửa ấy thì các bạn lắn bằng tay, lắn từ từ thôi các bạn ơi. Tại vì rượu bé thì không còn phải lắn bằng nửa nhá, tại vì lắn bằng nửa đã nó bị kém mất độ của tre đi rồi, kém độ dẻo dai của tre đi rồi nhá. Đấy, mình lắn bằng tay nó đã thẳng rồi bạn này. Đây, nói chung là các bạn chịu khó lắn mà tẹo thì nó đẹp hơn nhá. Còn đâu là rượu to thì các bạn mới phải dùng đến nửa các bạn. Đây, mình lắn sơ qua mà nó đã đẹp này rồi bạn. Đây, đây lắn sơ qua mà nó đã thẳng này rồi. Đây, lúc đấy cong thế mà bây giờ lắn sơ qua nó đã thẳng này rồi các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy thẳng chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Khá là gần thẳng rồi các bạn, tương đối rồi các bạn. Có gì tí mình lắn tiếp các bạn. Đấy, thế là mình vót xong sơ xong một nan này các bạn nhá. Để mình sơ nốt nan xong nan này tiếp thì mình lại quay tiếp cho bạn tiếp nhá. Đây các bạn ơi, mình cũng vót xong nhá. Từ chỗ này to nhỏ dần đến đây nhá, nhưng mà vẫn thành hình vuông các bạn nhá. Thì mình cũng mất công các bạn xem video này rồi thì mình sẽ bạn dạy luôn các em nhỏ nhá là nắn tre nhá các bạn ơi. Tại vì các bạn không muốn nắn tay thì các bạn nắn bằng ấy nhá. Đây, nắn bằng bếp nhá. Đây, các bạn đưa đi đưa lại, nhưng mà nhớ là các bạn lúc vót tre để nắn các bạn vót là không được nẹm nhá. Nẹm là mình lúc mình nắn nó hay bị bửa ra, bửa cái thớ của nó ra bạn nhá. Tốt nhất là các bạn vót xong các bạn vót kỹ cho nó đỡ bị nẹm bạn nhá. Đây, các bạn kiếm cho mình nhìn cho một cái rẻ nhá. Tại vì các bạn vẫn chưa có tiền, cũng chưa mua được cái máy nắn nên các bạn nắn bằng tay nhá bạn ơi. Đây bạn này. Bạn hơn nóng nửa thế ấm nhá. Nhưng mà đừng để cháy tre các bạn. Cháy tre là coi như là hết coi như là mất công ấy bạn ơi. Đây, nắn xong mà thấy thẳng thẳng rồi thì bạn đắp luôn cái rẻ ấm này vào bạn nhá. Đấy, thì nó sẽ ok. Đây. Chỗ nào cong thì bạn hơn nửa nhá. Đó. Đấy, các bạn hơn nửa các bạn đưa đi đưa lại xoay tròn nhá các bạn ơi. Nếu mà các bạn không làm được thì bảo bố mẹ làm cho nhá các bạn nhá. Nói chung là đừng động đến nửa thì cũng nguy hiểm các bạn ơi. Đấy, các bạn nắn nhá. Nắn các bạn thấy thẳng rồi các bạn ơi. Các bạn đắp nước vào nhá để cho nó giữ nếp các bạn nhá. Coi như là cho nó nguội đi các bạn ạ. Cho nó đỡ bị nhả ra nhá. Đây thì mình cũng được thẳng này rồi các bạn ạ. Đây. Rất là thẳng rồi các bạn ơi. Nói chung là các bạn hạn chế nắn nửa thì càng tốt các bạn nhá. Đấy các bạn ạ. Các bạn hơ nhưng mà các bạn phải đưa đi đưa lại nhá để cho tránh tình trạng là nó bị cháy tre các bạn ơi. Chỉ cần nóng tre là được các bạn nhá. Đừng có để cháy quá các bạn ạ. Đấy, các bạn nắn nhẹ nhàng thôi, không cần mạnh đâu nhá. Đấy, không cần mạnh. Đấy, thì mình sẽ dạy chi tiết nhá. Rồi, thế là mình nắn xong một cái các bạn ạ. Rồi, các bạn nhìn thấy thẳng này tương đối thẳng chưa? Khá là thẳng rồi các bạn nhá. Rồi, một cái các bạn ạ. Rồi, mình tiếp theo mình nắn cái này các bạn ơi. Nhưng mà nhớ lưu ý là các bạn vót phải không được nẹm tre nhá, lúc nắn ấy không nẹm tre. Nếu bạn vót nẹm tre là nó hay bị nắn xong rồi nó bị bửa ra các bạn. Đấy các bạn ơi, các bạn nắn nhá. Các bạn đeo, nếu mà ấy không chịu được bỏng thì các bạn đeo găng tay vào các bạn ơi. Mình thì da trâu bò thôi các bạn, da trâu bò thì không phải găng tay các bạn ơi. Nói chung là tay mình tay người lớn rồi, nó không cần ấy mấy các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy chỗ nào cong thì các bạn hơn nửa vào nhá, các bạn nắn thoải mái các bạn ạ. Nắn từ từ nhẹ nhàng thôi các bạn ơi, đừng nắn một phát mạnh luôn là coi như là xong với nhau. Vì hơn nửa nó có độ dẻo của tre rồi bạn ạ. Đấy. Hơn nửa bạn có độ dẻo của tre rồi, các bạn nắn thoải mái nhá. Đấy, nếu mà nhà ai có bếp ga mini này thì nắn cũng được rồi các bạn ạ. Đây các bạn ơi,
gần thắng rồi bạn ạ. Nói chung là mình sẽ dạy chi tiết từng công đoạn một các bạn nhá. Nếu các bạn muốn mình dạy chi tiết các bạn làm diều to hơn thì các bạn bình luận bên dưới nhá. Đấy các bạn thấy nóng thì các bạn nắn nhá. Cảm giác phải đủ lửa nhá, đủ nóng để cho nó dễ nắn các bạn ơi. Đấy các bạn lại đắp nước nguội vào nhá. Đắp giả ẩm đây này, cứ đắp giả ẩm được các bạn. Nhớ là chỗ nào cong thì bạn hơ là các bạn phải xoay này, xoay che này đấy, bạn xoay nhá, xoay đều à, xoay để cho nó tránh tình trạng là nó đốt vào một chỗ, đốt các bạn như là thịt lợn quay, các bạn quay thì nó sẽ chín đều và ngon hơn các bạn nhá. Đấy ok, thế là mình cũng bạn nắn che mình nắn xong rồi bạn nhá. Đấy mình sẽ nắn được như này rồi bạn ạ. Đấy thì các bạn ơi, đây bây giờ đây các bạn xem đấy thì bạn ạ, thì lúc nãy mình nói rồi ở giữa là các bạn vót để cho bằng nhau bạn nhá. Mai đem đồ giấy cho chú dân Trinh làm mấy cái nhá, làm điện đấy nhá. Quý ơi sao đấy, lắp bóng lắp thứ nhá. Đem đồ đem khoan ra. Đây bạn ơi, có mũi dài không? Cái mũi dài từ trước mình lấy lên đây xem. Đây bạn ơi, mình nắn xong xuôi rồi thì lúc nãy mình bỏ là các bạn nhá, vót ở giữa hai que phải bằng nhau, được chưa? Đấy là tùy theo nhá. Các bạn ví dụ làm diều đại trà thì các bạn làm một cái khung ở giữa này, ở khung trên thì to hơn khung dưới nhá bạn nhá. Đây. Đây bạn ơi. Đây bạn ơi. Đây nhá, làm mình hiện tại làm cái diều này thì mình làm hai khung bằng nhau chứ không phải làm đại trà bạn nhá. Đây, hai khung bằng nhau đây. Thì mình vót nhỏ đều nhá. Đây ví dụ nhá, từ đây nhá, từ giữa này. Đây bạn này, từ giữa này bằng nhau thì các bạn cách ra tầm độ 30 phân. Đấy, 30 phân, ví dụ tùy theo diều nhá. Diều này thì các bạn cách ra đây tầm bằng này, chia ra khoảng tầm bằng này. Đấy, để cho trụ cái vai này nó cứng nhá. Mình lưu ý cho các bạn biết nhá là các bạn làm vai cứng thì lúc đâm thì nó làm diều nó đỡ thành hình chữ V, nó đỡ xấu các bạn nhá. Mình thấy trường hợp các em nhỏ nhá, thường hay làm cái vai này nó bé này, vai này nó bé nhá thì nó hay bị ví dụ nhá, cánh diều ở đây là giữa nhá thì nó hay bị V như thế này các bạn nhá, nên các bạn phải làm vai thật gọi là cứng cho mình đấy nhá, nhưng mà cứng phải phù hợp với khung diều các bạn nhá. Đây cứng khung diều các bạn nhá, các bạn chia cho mình đây. Đây bạn nhá. Mà ví dụ nhá, ở giữa này bằng rồi nhá, mình vót đều hai xuống hai dưới này nhá. Bạn ạ, đây vót cho nó thon dần. Đây thon dần hình vuông đây, vẫn vuông bạn ạ. Đây. Cái này là vẫn là hình vuông nhá bạn nhá. Đấy, thon dần, ví dụ mình chỉ đẽo để cho nó thon vào thôi. Đấy, thon đều với cả vuông đều bạn nhá. Gọi là nó đều đi bạn ơi. Đây, nó như này. Đây bạn ạ. Đấy. Thì bắt đầu mình lại giờ nhá, mình vót bốn cạnh. Đây mình gần dần vót bốn cạnh rồi. Đây vót bốn cạnh này. Đây vót bốn cạnh nhá. Đây bạn vót bốn cạnh này. Các bạn sửa chỗ nào mà nó chưa được tròn thì các bạn lại vót đi rồi nhá. Đấy mình vót bốn cạnh xong nó đã được thành như này rồi bạn ạ. Đây. Đây vót bốn cạnh nhá. Bốn cạnh vuông nhá, bốn cạnh có cạnh nhẹ. Đấy bốn cạnh vuông. Xong rồi đã thành tròn như này rồi bạn ạ. Đây vót đã thành tròn này rồi. Đây nó đã thành tròn như này rồi bạn ạ. Đây. Nó đã thành tròn này rồi bạn ạ. Đấy, đây nó đã thành gần thành rồi bạn ạ. Đấy các bạn nhá. Xong các bạn nhá. Lưu ý là từ chỗ này bạn không vót nữa. Đấy. Bạn vót chỉ là vót vuông cho tròn bốn cạnh thôi, xong rồi các bạn thôi nhá. Cái điểm này bạn thôi nhá. Cái điểm này từ cái điểm giữa này cho đến đây bạn không vót nữa. Xong bạn giờ chỉ vót
ở chỗ điểm từ chỗ giữa này cách đây đấy, thì bạn vót tiếp, vót cho nhỏ đi bớt nhá. Đấy, tại vì cái vai nó cần độ cứng cáp các bạn nhá, nên các bạn vót cho mình cứng cáp một tẹo ở vai, coi như là cái vai mà nó không chịu được gió thì coi như là phí một con diều bạn. Cái cánh này nó yếu thì thoải mái các bạn ạ, nhưng mà cái vai yếu thì coi như là vứt con diều đi. Đây. Đấy, thế là mình vót xong một bên rồi bạn. Coi như là mình xong một bên. Đấy bạn ạ, đây ấy xong bạn cứ gạt này cho mình để cho nó nhẵn đều mới cả ấy đều bạn. Đấy. Đấy nhá, thế là mình xong một bên các bạn ơi, đây. Mình được bên này, miễn là nó có độ khum này, các bạn nhìn nó phải có độ khum này nhá. Khum vòng này đây các bạn này. Đấy, khum vòng các bạn nhá. Đấy các bạn này, khum vòng nhá. Nhưng mà mình thấy trường hợp nhá, các bạn là hay vót nẹm nó yếu quá, các bạn nhớ là phải tránh tình trạng vót nẹm các bạn ơi. Đây. Mình chỉ còn đây. Đây như thế này nhá. Đây như thế này các bạn ơi. Mình chỉ vót bốn cạnh thôi. Đấy, bốn cạnh nó đã thành tròn rồi, thật sự thế. Mình chỉ nói câu đấy là các bạn phải hiểu. Ví dụ các bạn vót vuông nhá, đây, nhìn vuông đây. Vuông này nhá, các bạn vắt bốn cạnh này đi. Đấy. Đấy, đấy nhá. Rồi. Bên này nhá, mình vót tiếp bên này. Đây, cái này là mình đã được một bên rồi bạn ơi. Đấy. Đi ra nhá, bố chọc mặt. Đây nhá, xong rồi các bạn vót bốn cạnh của bên này tiếp. Nhá. Các bạn vót bốn cạnh đây, quay sát đây cho bạn xem. Đây. Đây nhá, mình quay sát cho bạn xem. Đây nhá. Từ chỗ giữa này mình vót nhỏ dần là hình vuông nhá, hình vuông nhá. Nhưng mà lưu ý là các bạn này, các bạn không được vót cái bọng này đi nhá, kể cả cái cạo cái lớp bên ngoài các bạn không được cạo nhá. Cái lớp vỏ bên ngoài này. Đây cái lớp vỏ che bên ngoài này nhá. Đây, lớp vỏ che bên này, bên ngoài này là các bạn không được đánh đi, các bạn chỉ đánh ở cái đốt này thôi. Đấy, nhớ lưu ý là các bạn đánh phải đốt đấy. Nếu mà các bạn đánh đi thì nó không sẽ không chịu được mưa gió nhiều các bạn nha. Nó đâm chỉ được vài ngày gặp mưa gió là tan đây các bạn nhá. Bạn vót cho mình bốn cạnh này đi. Đây, bốn cạnh này. Đấy, đấy mình vót bốn cạnh nó đã thành gần thành rồi bạn ạ. Rất chi nhanh. Đấy, mình đã chuẩn bị được một xong một khung rồi đấy. Nếu mà mình không ngoái cho bạn thì mình vót xấu khi cũng vót xong rồi bạn. Đấy nhá. Các bạn từ giữa này chia đến bên này thì chia đến chỗ này thì mình vót nhỏ đi, thì mình bây giờ bên này cũng thế nhá. Mình cũng vót nhỏ đi cho nó đều như bên kia các bạn ơi. Nhớ là đi lưu ý là không vót ở đây nữa các bạn nhá. Chỗ đấy gọi là cái cố định là không vót nữa các bạn nhá. Đây các bạn ạ. Mình cũng gần xong khung diều bạn ơi. Một khung. Tại vì lúc đó mình nói khá là lâu. Mất nhiều thời gian nói các bạn ạ. Đấy mình sẽ dạy chi tiết thế, không biết các bạn có hiểu chưa. Nếu bạn không hiểu nữa thì có khi phải làm video nữa cho bạn dễ nhớ. Nếu mà ai hiểu rồi thì comment bên dưới nhá. Rồi. Đứng xa xa cho các bạn nhìn thấy. Đấy nhá, xong mình lại đưa như này để cho đều cho nó đỡ bị nẹm nhá. Những chỗ nào nó nẹm thì nó sẽ đi hết nhá. Đây gọi là mài thôi các bạn ơi. Cái này chỉ là mài thôi các bạn nhá. Mài cho nó ấy. Nhớ là lưu ý là các bạn không vót được cái bọng cái cật này các bạn ơi. Các bạn mà vót cái cật đi là coi như là hỏng mất cái diều ạ. Đấy, nhớ là xong rồi bạn nhìn hai cái đầu này nhá, hai đầu của cái này nhá, bạn mà vót bằng nhau nhá. Thì theo các bạn thích khung cứng, bụng bầu thì nếu mà các bạn bụng bầu thì làm khung cứng thì nó sẽ dễ lên hơn là bụng cắt mà làm khung cứng nhá bạn nhá. Đây thì bạn này. Mình cũng gần xong cái khung rồi bạn. Đây. Đây. Như này.
quay đứng bên này quay cho bạn xem. Đấy. Đó. Đây là mình chỉ vót với mới sơ qua thôi bạn nha. Xong bạn các bạn nắn qua cho mình này, nắn qua như này. Các bạn nắn qua như này, nắn nhẹ nhàng thôi. Đây. Đó. Nắn nhẹ nhàng thôi nha bạn nha. Đấy. Sau tí bạn làm một cái khung nữa bạn ướm vào bạn ạ. Đấy, như chỗ nào nhá. Ví dụ chỗ nào nó cứng quá thì bạn ấy thêm. Bạn đi thêm bạn nha. Chỗ nào cảm giác nó cứng nó không uốn được thành vòng thì bạn đi thêm cho nó. Đây nha, thế là mình cũng gần xong một khung rồi ạ. Đấy, thì chỗ nào thấy yếu thì bạn ở chỗ nào ấy thì bạn vót thêm. Đấy. Đấy nha, xong mình vót nốt cái khung nữa nha bạn nhá. Xong rồi tí mình ướm cho bạn xem. Đây. Thì cũng như thế thôi các bạn nhá. Vẫn như thế các bạn chỉ đánh bốn cạnh thôi. Tại vì bạn các bạn vót ăn ở đầu này và các bạn đã vót thon rồi mà. Đây này, mình quay đi các bạn xem. Đây. Quanh này, quay hình này, đây. Đây, đứng xa xa tẹo, đứng xa xa. Đây, đây đây bạn này. Thì trước lúc nãy thì mình các bạn mình đã bảo là các bạn vót đã vót bốn cạnh vót ba cạnh nó thon đều về xuống dưới đáy này nhá. Tại vì trên này to rồi thì bạn vót thon này để thon được như thế này nhá. Đấy. Thon này thì bạn đánh bốn cạnh. Mình thì hay vót thế, còn đâu nếu mà ai có kinh nghiệm vót vót nhanh hơn thì sẽ chia sẻ bình luận đấy để chia sẻ các em nhỏ em học vót nhá. Đấy, mình vót hay vót này cho nhanh các bạn ạ. Khá là nhanh. Đây không bảo chỉ cần đánh bốn cạnh nó đã thẳng thành rồi. Đây. Đánh bốn cạnh nhá. Đấy. Bốn cạnh đã tròn rồi. Xong rồi những chỗ nào mà nó nhô ra thì các bạn là vót tiếp để cho tròn hơn nữa nha. Nói chung là đánh bốn cạnh rồi các bạn phải vót những chỗ nào mà nó cảm giác nó nồi ra thì các bạn vẫn phải mài gọi là lấy dao để mài nó đi các bạn nhá. Chứ không phải là vót bốn cạnh là nó đã tròn hẳn đâu nhá. Các bạn gọi là vót bốn cạnh để cho nó thành hình tròn rồi các bạn. Mình vót rất chi nhanh các bạn ạ. Đã ấy xong một bên rồi nha. Gần xong một bên các bạn ạ. Ơi, xong mình lại đánh bên này. Đấy nha, đánh bốn cạnh. Đây à. Về đánh bốn cạnh nha. Các bạn đánh bốn cạnh cho mình. Đấy các bạn ơi, các bạn nhìn nhá. Đây các bạn ơi, đứng xa xa chọn, đứng xa xa ra. Nhìn thấy mặt anh không? Đấy các bạn ơi, giờ bạn nhá, nhìn theo cái khung bên này rồi các bạn vót theo. Đấy, khung ví dụ nhá. Khung ra để cho bố nào. Đi, đi. Đấy các bạn nhá. Nhìn cái khung bên này để các bạn vót theo để có độ to nhỏ nó bằng nhau các bạn nhá. Đừng để chênh lệch nhau nhiều quá các bạn nhá. Lưu ý nhớ mình dặn kỹ các bạn không nên vuốt bọng cật cái cật của nó để nguyên nhá. Còn cái bọng thì các bạn vuốt thoải mái, còn cái cật thì bạn để nguyên, không vuốt một tí nào luôn cho mình. Mình vuốt nhiều không bao giờ mình vuốt bọng cật. Đấy các bạn nhá. Các bạn nhìn cái bên này nhá, các bạn đấy các bạn xem. Đấy xem để nó bằng nhau các bạn ơi. Đây. Lưu ý nhá, cái này là các bạn cẩn thận nhá. Đây, bạn nhá, nhìn nhá, cái khung này hai cái khung phải bằng nhau đây. Ví dụ như này nhá, bằng nhau. Đấy, bạn nhìn bằng nhau nhá. Chỗ nào to thì bạn vót đi. Lưu ý là chỗ nào to thì bạn vót đi.
đấy là ở mắt của các bạn, chứ không mình không mình chỉ dặn được cái kinh nghiệm để vót diều nhanh thôi bạn ơi, vót diều nhanh nữa, vót dễ dàng cho các bạn hơn đấy. Đây nhá, đấy thì các bạn nhìn nhá, đây mình đã vót nhìn nó đã bằng nhau chưa, đây khá là bằng rồi, tròn rồi các bạn nhá, đây tròn này, đây bằng này, đây tròn bằng đây đấy. Thì các bạn lại lật sang bên này xem bên này tiếp. Rồi bên này nó đã gần bằng rồi bạn ạ. Đây bạn nhá, mình vót bên này. Đây các bạn nhá, vót hai bằng nhau. Đây bằng nhau rồi, nhưng mà các bạn lưu ý là vẫn phải lật ra bên này nhá, để xem cái khung của bên này với cái bên này bạn bằng nhau chưa. Nhớ là lưu ý thế. Đây bằng nhau rồi các bạn nhá. Đây nhá. Đấy mình vót sơ sơ qua nó đã bằng nhau rồi bạn ạ. Đây thì do mình vót chỗ nào mà nó bạn muốn cạnh tròn thì vót hết những cái cạnh vuông đi nhá bạn nhá. Đây mình vót vót cạnh vuông đi để cho nó tròn bạn ạ. Còn tùy là các bạn muốn buộc để cho không chạy chạy khung thì các bạn vẫn để cạnh vuông ở đoạn giữa này nhá. Nhưng mà mình thích tròn tròn thì mình sẽ vót cạnh tròn đi. Đấy. Còn nếu mà ai cẩn thận nữa ấy thì lấy khung giữa này đây chia đây, nhưng mà mình cũng không cần thiết lắm. Rồi, bên này nặng nặng hơn thì các bạn vót vót đi các bạn nhá. Bây giờ nặng hơn thì bạn vót chỗ nào to đi, cảm giác nhìn thấy to hơn thì bạn vót đi. Đấy là ở con mắt của các bạn, chứ mình không ở đấy mà biết các bạn vót như thế nào bạn nhá. Đấy còn mình chỉ dạy cơ bản như thế thôi, còn đâu là vẫn ở cái tay của các bạn vót. Đấy. Đấy thì mình cũng như này cũng vót đều xong rồi bạn. Rồi. Đấy nhá, không mình nắn nhá bạn nhá. Đấy. Bạn nắn nhá. Đây bạn này, bạn nắn. Xong rồi, nếu mà ai mà cẩn thận nữa thì lấy dây giáp mài nha bạn nhá. Đây, mình mài đây nhá. Nhưng mà khá là cứng cáp ạ. Đây, mình nắn ở giữa không bao giờ bị cong. Đây, bạn nhớ là lưu ý ở giữa này phải thẳng cho mình. Đấy. Uốn ở hai bên sườn cong rồi, nhưng mà ở giữa không được cong đây. Đứng. Đây các bạn này, lưu ý nhá. Ở giữa này bao giờ phải cứng. Đây các bạn mình bẻ này nó không cong được các bạn nhá. Bẻ này nó không cong được nhá. Đây, bẻ này nó không cong được. Đấy. Lưu ý nhá, đây mình nắn này, nắn ở đầu cánh nó cong được nhưng mà ở giữa không cong được mẹ. Đây. Đó. Đầu cánh cong nhá. Lưu ý đầu cánh cong này được. Đấy, nhưng mà giữa không cong được nhá. Đây, mình nắn này giữa không mà được cong. Tại vì như thế này nhá thì không bao giờ nó gãy cái vai này được các bạn. Rồi. Đây các bạn thấy chưa? Đấy, ok chưa? Đây ok chưa? Rồi, mình nắn nhá. Ok chưa? Rồi. Rồi. Thì chỗ nào ấy giữ nhá. Chỗ nào ấy thì bạn nắn thêm đây. Rồi. Các bạn chia vào nhau nhá, cứ lật sang hai bên các bạn nắn. Đấy, các bạn lật sang hai bên các bạn nắn nhá, nắn để cho đều khung nhá. Nắn bên này xong các bạn lại lật khung. Đây. Nắn khung này xong. Đây, các bạn nắn nhá. Đấy. Nắn ở đây cho xong nha. Các bạn này lật khung xong này nắn tiếp. Nhưng mà lưu ý là các bạn vót đều nhau rồi nhá. Thì bạn ơi, lưu ý nhá, mình ấy xong rồi, mình cẩn thận nữa thì các bạn lấy đoạn giữa này nhá. Mình đặt con dao lên đây. Cảm giác mà nó cân cân hai bên gọi là tương đối nhau là được các bạn nhá. Đây, tương đối nhau là cũng được các bạn, không cần thiết là ấy mấy rồi. Đây bạn nhá. Đấy, giữa nhá. Gọi là nó tương đối nhau nhé, nó không bị bên nào nặng hơn, nó đủ nhanh quá bạn nhé. Đây, và tương đối nhau bạn ạ. Đấy. Đây, bên này thế bạn nhé. Đây bạn này. Đấy. Đấy, nó tương đối nhau bạn nhé. Đấy, nó tương đối nhau, mình để một lúc được bạn ạ. Đây, nó không bị một bên nó vít xuống nhanh quá nha, thì được các bạn nhé. Đấy, thì mình lại lấy giấy giáp mình mài bạn nhé. Đấy bạn lấy dây giáp mài cho những cái nào mà bị gợn. Đấy gợn thì đi mất các bạn nha.
đấy, gọn thì nó bị kiểu như nẹm ấy, thì nó sẽ đánh mất cái nẹm đấy đi, đỡ bị bong lúc nó diều mình nắn thì thành khung diều, nó đỡ bị gãy bạn nha. Đấy mình xong rồi bạn ơi, xong khung. Đấy mình vắt, mình quay chi tiết mình vắt nha, từ lúc đầu đến cuối nha, mình không hề tua đoạn nào nha, không hề cắt đi bạn nha. Rồi mình được con diều khung diều này bạn ạ. Đấy, đây mình được khung này, con trai của bố làm này. Nào. Đây. Đấy mình khung được khung diều này bạn nhá. Rồi. Rồi. Đây bạn ơi. Khung diều này. Đấy, nói chung là nó không chênh nhau đáng kể nha bạn nhá. Lật hai bên nó cũng thế bạn ạ. Lật hai bên nó vẫn thế bạn nhá. Bạn để cân nhau à. Đấy, bạn nắn này. Đấy. Thế là ok nhá, xong một bộ khung bạn nhá. Đây. Đấy. Đấy thì mình được bộ khung như này bạn ơi. Đây mình sẽ đặt lên đây cho bạn xem. Rồi quay đây, quay đây cho bạn xem. Rồi mình được bộ khung như này bạn nhá. Đấy. Đây khung như này. Đây bạn ơi, mình đặt gương này nhá. Đen. Đây bạn này. Mình đổ khung như này bạn này. Đấy. Nào đi ra, nào đi ra cho các bạn, các chú xem đây. Mình được bộ khung như này các bạn nhá. Đấy, nói chung là mình lấy này nó không chơi nhau không đáng kể các bạn nhá. Đấy. Thì xong rồi bạn. Đây, xong một khung này rồi các bạn nhá. Đây mình quay chi tiết cho bạn xem. Đây, khung mình vót đây các bạn nhá. Đây, khung mình vót đây. Đây. Khung vót đây. Đấy khung mình vót nha. Đấy mình được bộ khung này bạn ạ. Đây. Vót xong bộ khung như này. Đấy. Đấy mình vót xong bộ khung này nha. Giữa thì không bao giờ phải lo nghĩ là bị chữ V bạn nha. Đấy, giữa khá đây, giữa khá to đây. Giữa khá to. Chủ yếu là vót ở từ chỗ cách giữa này một ra một đoạn đây, giữa đoạn này thì mình cách ra đây mình vót đầu cánh này cho vút vào. Còn giữa nhớ là không các bạn không được vót bé quá nhá. Đây. Xong một bộ khung vào nhá. Đấy. Đấy, xong một bộ khung đây. Đây bạn nhìn thấy được không? Đây. Đây, nếu mà cẩn thận nữa thì vót thêm bạn nhá. Đấy, nếu cẩn thận nữa thì vót thêm. Đấy, mình dạy chi tiết thế mà các bạn không vót được nữa thì mình cũng bó tay. Nếu mà các bạn mà không hiểu thì bình luận dưới là mình dạy chi tiết thêm lần nữa nhá. Diều to hơn hoặc là diều nhỏ hơn nhá. Đây con này là khung là 2m. Đây. Dạy khung làm khung 2m các bạn nhá. Đấy. Các bạn dạy từ lúc nó khung nó thành cong keo thế mà nó được như này là ok lắm rồi các bạn ạ. Đấy nhá. Mình cũng không nắn nhiều, nắn nhiều nó yếu khung lắm, mình cũng không thích nắn nhiều các bạn nhá. Đấy, xong rồi. Thì video mình kết thúc rồi nhá. Chào tạm biệt các bạn. Bye.